Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của bố con mình nhá. Hôm nay video này bố con mình sẽ lại ăn một cái món đồ ăn vặt mới của Thái Lan các bạn ạ. Nào, bây giờ bạn Sò cầm cái món đồ ăn vặt này nào. Đây ạ. Xem là cái gì. Đây là cái đồ này là của Thái Lan nhưng mà liên doanh với Việt Nam thì phải. Nó như kiểu là cái snack khoai tây hay sao các bạn ạ. Đây này. Đấy, hôm nay là sẽ mua về để ăn thử xem là cái vị của Thái Lan này nó khác với cái vị của Trung Quốc nó như nào các bạn ạ. Đấy, bây giờ hiện tại ở đây là mình đang mua rất nhiều này. Đấy, về để cho bạn Sò thưởng thức để xem cái hương vị, mùi vị của cái snack này của Thái Lan này nó như thế nào các bạn nhé. Bây giờ là sẽ bóc ra để thưởng thức nha các bạn nhé. Nào, giờ bạn Sò bóc ra đây để thưởng thức đi. Đó, bóc ra. Bố ơi, nhìn này. Đây này các bạn nhìn này. Đấy, ở trong này nó là cái gì đây? Ăn thử đi xem nào. Ở trong này vẫn còn nào. Còn ít này. Ủa, thơm đấy. Thơm. Ui, thơm lắm các bạn ơi. Này, nhờ, mùi thơm đấy. Mời chưa? Mời các bạn chưa? Mời ăn cùng mình nhá. Đấy. Mùi vị thơm lắm. Đây này, mọi người thế nào? Mùi cũng hấp dẫn. Mùi vị thơm. Con ăn vị như nào? Ăn thật nhiều vào xong rồi để xem cảm giác cái hương vị nó như nào nào. Như nào rồi? Là ngon. Là giòn nữa. Bây giờ bố thử bóc cái gói màu xanh này ra ăn xem cái vị nó khác nào. Sò bóc gói màu xanh này ra đi. Đấy, đặt ngay xuống. Thế rồi, sò bóc cái gói màu xanh đi. Để xem cái hương vị của màu xanh và màu đỏ là nó khác nhau không. Rồi, đặt cái khay đây. Đây, đây, đây là khay màu xanh các bạn ạ. Đây, khay màu xanh nhá. Bây giờ mình sẽ ăn thử xem nó như nào nhé các bạn nhá. Này, mời các bạn nhá. Ăn thử khay màu xanh nhá. Đây. Màu xanh. Bố ơi, nó là thử màu đỏ mà. Cái vị màu đỏ này nó đậm hơn các bạn ạ. Còn cái vị màu xanh này nó nhạt hơn các bạn ạ. Cái màu xanh này nó lại nhạt kiểu gì ấy. Đánh giá cái gói màu đỏ này ăn ngon đậm vị hơn cái gói màu xanh này các bạn. Gói màu xanh này ăn nó cứ nhạt kiểu gì ấy, đúng không? Có công nhận không? Nhạt. Màu xanh này. Nhà nó là snack khoai tây các bạn ạ. Nhưng mà cái snack khoai tây này của Thái Lan này nó làm khác nhá các bạn nhá. Khác của Trung và của Việt mình các bạn ạ. Bé tí rồi. Các bạn nhìn nhá. Đấy nhỉ. Bé chạo nhỉ. Cái chạo chạo. Ăn một miếng đã hết đúng không? Nhưng mà đúng là đúng thật. Ăn cái hương vị màu xanh là nó nhạt quá. Bố muốn màu đỏ không đi. Cái màu đỏ này. Cái màu đỏ là ăn nó đậm vị. Cực kỳ đậm vị luôn. Nhưng mà cái vị, hương vị của nó. Cái hương vị của nó kiểu gì nhỉ. Hơi ngọt này. Này như cái màu xanh, cái gói màu xanh là hả? Gói này thì lại hơi ngọt các bạn ạ. Nhưng mà cái gói màu đỏ này thì lại mặn nhé các bạn nhé. Đấy. Nhờ, hay nhờ. Bố có ăn gần hết rồi. Ngon. Con ăn gần hết rồi. Ăn có gói khác. Gói màu đỏ của con ăn đậm. Ngon. Nó là sò cầm cái khay lên. À, sò ăn. Đấy. À. Nhai à.
dạo này mồm của mình to cho nên mồm mình ăn chưa hết rồi. Ấm mà ăn cả bánh này luôn. Nào, cho thử làm với bố nào. Ăn nó sướng lắm. Nào, ngon rồi. Cái tún này, con bánh này nè. Cho cái vỏ mà. Được cú mèo nhỉ. Đấy, cái đồ ăn của Thái, đồ ăn vặt của Thái này ngon phết các bạn ạ. Nhá. Nhá, bóc bây giờ chỉ bóc cái gói màu đỏ ăn thôi. Nhá. Không bóc gói màu xanh tại vì cái gói màu xanh này ăn nó vị nó nhạt lắm, ăn không ngon. Bây giờ chỉ bóc cái gói màu đỏ thôi. Nạc sò bóc qua. Bóc cái gói màu đỏ ăn nó đậm vị thì nó sẽ ngon hơn. Đấy. Các bạn ơi. Một khay select của Thái Lan đấy các bạn nhé. Này, đẹp chưa? Nhà, con bóc thêm một gói nữa đi. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Nhìn hấp dẫn chưa? Nó không hình tròn đâu các bạn nhé. Người ta thái cái khoai tây, miếng khoai tây đã không hình tròn đâu. Mà nó lại kiểu hình như này. Đấy, thấy chưa? Nhà. Con bóc đi. Bóc như vậy này, con bóc ấy. Nè, ăn cái màu đỏ nó đậm ngọt, rất ngon. Nó không ngọt, không nhạt nhạt như gói màu xanh. Gói màu xanh ăn nhạt. Đấy, nè, đấy, cho cầm này. Rồi, cho vào cái đồng này. Nào, cục rồi. Nào, vô rồi. Vô. Ăn chén nó. Nào. Chén nó đi. Trời ơi. Bé sò đang chén nó. Chén miếng khoai tây. Select khoai tây. Trời. Đấy, ăn như thế này mới sướng các bạn ạ. Đấy, ăn nè này. Nào, ăn sướng quá. Ngon lắm. Tuyệt vời. Nó đậm nhỉ. Đúng không? Cái màu đỏ nó đậm vị. Đậm vị nhà ngon lắm. Đấy nha các bạn nha. Này. Select của Thái Lan nào. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy nhá. Ăn nó khác cái vị của Việt Nam và của Trung Quốc đó các bạn. Mỗi một nước nó có một cái vị đặc trưng riêng. Nhưng mà mình thấy kiểu của Thái Lan là nó kết hợp chua, cay, mặn, ngọt và các thứ à. Nhưng mà ăn cái vị lại nặng nhỉ? Con nhỉ? Đúng không? Của Trung thì là, của Trung Quốc thì là cay nhờ. Ăn cái này vào khát nước à? Khô mà đồ khô ăn. Còn Việt Nam mình thì lại nó thành lát các bạn. Cái select của Việt Nam mình nó thành lát miếng khoai tây ấy. Chứ nó không kiểu quăn quăn như này đâu. Nhờ. Nó xoăn xoăn. Xoăn xoăn mà nhờ. Để. Bạn nhìn này. Đấy. Những miếng khoai tây nó xoăn xoăn này thôi. Nè. Ngon lắm. Các bạn nhỏ nào mà chưa được ăn cái này thì nhớ mua về ăn nhá. Đấy, nó xoăn rồi. Đấy, xoắn rồi nhỉ. Này, sò này. Ngon. Ngon. Tuyệt vời lắm. Ngon. Ngon. Sướng nhỉ. Ngon. Đây. Cho hết rồi. Đó. Rồi, xò đổ hết vào mồm em. Đấy, ngon. Sướng nhỉ. Đấy. Thôi còn mấy cái ở đằng sau này thì là ui ơi. Đổ hết rồi.
mấy gói ở đằng sau này thì thôi các bạn ạ, mình ăn nhỉ, hai bố con mình ăn để review cái quả select này của Thái Lan để xem cái hương vị nó như thế nào các bạn, nhưng mà nó cũng khác nhá, khác của Trung này, khác của Việt Nam mình các bạn ạ. Đấy, khác cực kỳ nhiều luôn. Còn về cái độ giòn và các thứ thì nó như nhau thôi, nhưng mà cái này thì nó lại mỏng hơn các bạn ạ. Cái lát khoai tây này nó thấy mỏng lắm, mỏng dính luôn, nó không dày như của Trung với cả của Việt Nam mình đâu. Cái này nó thấy mỏng kinh thật, mỏng dính luôn. Xong rồi chiên lên, nhưng mà công nhận thấy ngon, nó ngon nhỉ. Các bạn xem video này của bố con mình thấy hay thì cho bố con mình đăng ký kênh để ủng hộ bố con mình. Các bạn hãy nhớ nhấn like, share và nhấn vào nút đăng ký kênh ở phía bên dưới này để ủng hộ cho kênh của bố con mình các bạn nhé. Còn bây giờ thì bố con mình sẽ xin tạm dừng cái video ở tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau của bố con mình nhé các bạn nhé. Xin chào. Bye bye. Bye bye.